Hello, Damel gái xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài mồi chiên câu cá trôi đỏ và trôi trắng. Đầu tiên là các bạn rang cám trước cho mình. Bật bếp ga lên. Rồi, bạn để khoảng một chút để cho nó nóng chảo. Đây là cám heo lớn nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình 2 lạng cám heo lớn nha. Rồi các bạn đổ vô trong cái chảo này, các bạn rang thơm lên cho mình. Các bạn đảo đều. Khi mình đã rang rồi lên được cái màu vàng sậm có chấm đen như thế này là ok nha các bạn. Thành phần thứ hai đó chính là đậu phộng nha các bạn. Các bạn rang một lạng đậu phộng cho mình nha. Rồi các bạn rang đều cho nó phồng, nó chín đều nha các bạn. Mình đã rang đậu phộng xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra ngoài cái thau luôn nha. Rồi ok các bạn nha. Đây là mình đang có 2 cái thành phần là cắm heo rang và cắm chim rang nha các bạn, cắm heo rang và phộng rang nha. Cái thành phần thứ ba đó chính là cắm chim nha các bạn. Đây cắm chim, thức ăn nuôi chim nha. Nè đó các bạn, mình bị mình là 2 lạng nha các bạn, 2 lạng cắm chim này nha các bạn. Cắm chim này không có rang nha, 2 lạng nha. Đó, để chúng ta tạo cho mình được một cái độ kết dính cái đậu phộng này, để tạo ta cái độ thơm khét đó. Còn cắm heo rang này á, nó có cái mùi tanh, và khi các bạn rang lên rồi nó sẽ ra được cái mùi tanh thơm. Còn cắm chim này á, nó có cái vị dâu và cái độ kết dính nó cao đó. Ba thành phần. Bây giờ mình sẽ đi, mình sẽ nhuyễn ba cái thứ này chung lại với nhau nha các bạn. Đó, đầu tiên là mình sẽ trộn đều lại nè. Trộn đều lại rồi mình sẽ nhuyễn ra. Còn ở đây kia còn mà ít thành phần nữa, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trộn mồi sau. Bây giờ mình sẽ nhuyễn ba cái này ra nha các bạn. Ok nha. Ok, mình đã xay nhuyễn tất cả phần này ra rồi các bạn. Đó, nó sẽ được như thế này nha các bạn. Rất là nhuyễn luôn nha. Cái thành phần tiếp theo đó chính là trứng gà nha các bạn. Một quả trứng gà như thế này nha. Đó, các bạn bỏ trứng gà vô trong đây cho mình luôn. Đó, xong rồi các bạn dùng muỗng nè, các bạn trộn đều lên. Rồi cái nguyên liệu mà để thành công của cái bài mồi này đó chính là xịt tinh dầu. Đây, bây giờ các bạn chế cái nước xịt tinh hương dâu này vô trong đây. Các bạn ủ từ 1 đến 2 ngày. Rồi các bạn đem đi câu. Và có thể thêm sữa chua và D1 nha các bạn. Đảm bảo các bạn lên toàn cái trôi thôi. Trôi đỏ và trôi trắng. Những con cá trôi cũ á các bạn à, lại nhắc ăn á. Bài mồi này rất thích hợp cho chúng ta câu. Tại vì sao? Tại vì những con cá trôi cũ á, nó thích ăn cái mùi hương dâu, cộng theo đó là có mùi men lên men tự nhiên nha các bạn.
rất là hiệu quả đối với cái bài mồi này nha. Bây giờ mình sẽ chế cái nước xịt tinh này vô trong đây nha các bạn. Ok, chế vừa phải đó, mình sẽ chế trước một ít nha. Cái nguyên liệu cuối cùng đó chính là bơ tường an nha các bạn, bơ thực vật nha. Đó, đối với cái bơ tường an này á, các bạn chỉ cần dùng ngón tay nè, đó mình ngay lấy một miếng gọt như thế này, mình bỏ vô rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ các bạn dùng tay các bạn bóp đều tất cả những cái thành phần này lại chung với nhau, như vậy các bạn đã có ngay được bài mồi để chúng ta câu chiên câu cá trôi rồi. Mình đảm bảo với các bạn 100% khi các bạn làm bài mồi này của mình xong, ủ từ 1 đến 2 ngày và đem đi câu, đảm bảo các bạn lên cá chô cũ, lên cá chô đỏ và chô trắng, rất là nhạy và hiệu quả, bao món luôn. Các bạn nào không tin có thể làm thử. Và mình cũng xin nói với lại tất cả các bạn rằng mình đã đánh cái bài mồi này vài năm rồi, rất là nhiều năm rồi, và chưa có ngày nào mà bị móm đối với cái bài mồi này. Rất hiệu quả cho chúng ta chiên câu cá trô đỏ và trô trắng, cho mùa mưa và cho cả luôn cả trời nắng, nắng gắt nha các bạn. Và có thể lên được cả cá chép và cá mè dinh nha các bạn. Đó, rất là hiệu quả nha. Không chiên về cá trô đỏ và trô trắng, có thể lên được cá chép và cá mè dinh nha các bạn. Đó, các bạn cứ trộn đi, mà thấy mồi chúng ta nó khô, các bạn cứ chế nước xịt tinh này vào. Đó, đây. Đó, các bạn ủ lại từ 1 đến 2 ngày rồi đem đi câu. Tại vì trong đây nó đã có đậu phộng rang và cắm heo rang, và kèm theo đó là bơ tường an với lại nước xịt tinh dâu, sẽ tạo ra cho chúng ta ra được cái bài mồi rất là chuẩn để chúng ta chiên câu cá trô đỏ và trô trắng, có thể lên được cá chép và cá mè dinh. Đó, đó là những cái loại cá mà gọi là lâu năm á các bạn à, kén mồi á. Các bạn thả cái bài mồi này của mình xuống là chỉ chúng ta câu cá trôi đỏ và trâu trắng, và có thể câu được cả cá chép và mè dinh nha các bạn. Chứ cá rô phi á, nó cũng không hạm về cái bài mồi này đâu. Tại vì các bạn cũng biết rằng đôi khi các bạn đã ủ nó lên được cái mùi men chua rồi á, chua chua nó có cái vị hương dâu cộng theo đó cái mùi tanh và ngọt, thì những con cá rô phi á nó không có thích ăn đâu. Cá rô phi thích ăn á là chỉ cái mồi chúng ta trộn câu liền, nó mới khoái thôi. Mà đối với cái mồi chua rồi á thì cá rô phi sẽ không ăn. Và nếu cái bài mồi này các bạn câu mà cá rô phi nó phá nhiều, mình có một cách để giảm câu cá rô phi ăn phá mồi. Mà khi các bạn đã bỏ cái thứ này vào rồi á là nó chỉ dính được cá rô phi khủng thôi, từ nửa ký trở lên, mình đảm bảo các bạn 100% luôn. Đó chính là ớt bột các bạn à. Các bạn cứ gần ra ngoài tiệm tạp hóa, các bạn mua 5.000 ớt bột, các bạn mua mỗi lần á 1 ký mồi á, các bạn cho hai muỗng ớt bột vô. Đó, những con cá mà cá cũ á, cá trô cũ, cá chép cũ á, nó rất thích ăn cái loại ớt bột đó, nó có hương vị cay nồng nha các bạn, chứ không phải là nó không ăn nha. Rất thích ăn nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Như vậy các bạn cứ cần bóp như vậy là các bạn có thể coi lên mới câu được cá nè. Đó nè. Và nếu mồi chúng ta nhão, các bạn cho đem một vô hoặc cắm chim. Đó, cắm chim chuẩn nước tại điểm câu, cứ cho vô, như vậy là các bạn có thể câu được. Đó, như vậy các bạn đem quăng mồi được rồi nè. Đó nè. Đó, mồi này của mình gọi là mồi đơn giản nhất có thể luôn rồi các bạn à. Rẻ tiền, chi phí rẻ, không có mất tiền nha các bạn. Cắm heo 1 ký nó chỉ có 11.000 thôi. À, đậu phộng hồi nãy 1 lạng nó chỉ mất có 6.000.
nha các bạn. Cắm heo nãy mình dùng có 2 lạng à. Nó chỉ mới có 2.000 thôi. Đó nha các bạn. 2.000 cắm heo, 6.000 đậu phộng, 8.000 bơ cho 2.000 nữa, 10.000. Chị tin kia thì chế vào mình vừa trộn vừa mình uống luôn cũng được. Cho đi 12.000. 12.000 quả trứng kia 2.000 nữa, 14.000. Đó. Cắm chim kia nữa tổng cộng cho đi 20.000 bài mồi này. Rất là rẻ tiền các bạn à. Nhưng mà độ hiệu quả nó rất là cao, cực kỳ cao luôn nha các bạn. Mình đảm bảo với các bạn câu bài mồi này của mình thả xuống là chỉ chuyên câu cá trâu đỏ và trâu trắng. Có thể lên được cả cá chép và mè dinh. Đảm bảo các bạn 100% con sợ mớm nha các bạn. Nhớ các bạn nha, trộn và ủ nha, đừng nên câu liền. Đừng có liền lên lưu phi nhiều các bạn, đừng có soi mói mình nha. Nói trước các bạn nha, các bạn mà trộn và câu liền á, có lên cái trôi có, chép có, nhưng mà lưu phi nó phá thì khỏi nói các bạn à, banh luôn mồi luôn á. Nha các bạn, nhớ nha các bạn, ủ 1 ngày đến 2 ngày nha, rồi đi câu nha. Đó. Hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn xong một bài mồi chiên câu cá trâu đỏ và trâu trắng. Có thể câu được cá chép và mè dinh nha các bạn. Rẻ tiền, chỉ tốn có 20.000 thôi. Có ngay một con mồi như thế này rồi. Cho các bạn đi câu cá. Nên nhớ là ủ qua 1 ngày nha các bạn, đến 2 ngày nha. Rồi đi câu. Thôi, mình xin kết thúc cái video ngày hôm nay các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ. Và đừng quên like, đăng ký để ủng hộ cho đam mê câu cá nha các bạn. Chúc kênh của mình sớm kiếm cái nút play bạc nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.